đang mượn nợ mà đi ra khởi nghiệp thì phải coi hết cái video này nha. Trước đây bạn chưa ra kinh doanh, bạn chưa khởi nghiệp mà bạn đang sống ảo, đi chơi, đi du lịch, tối ngày bạn chỉ có upload những cái hình ảnh ăn chơi sang chảnh ở trên mạng xã hội, ở trên các cái nền tảng hàng ngày của bạn, trên trang cá nhân của bạn. Sau đó khi mà bạn ra khởi nghiệp và bạn mượn nợ, cái câu đầu tiên người ta nói thôi là mày giàu như vậy, thiếu gì tiền, cần gì phải mượn. Đây là một cái bài học mà mình thấy cực kỳ là tâm đắc, mà mình cũng gọi là đã từng bị sai lầm như vậy. Khi mà mình chưa có kinh doanh, mình chưa có biết bán buôn cái gì hết, tối ngày ăn chơi bạn bè, nhảy múa rồi đi ba đi bay bún cát kiểu đà điểu, sau đó úp những cái hình ảnh ăn chơi như vậy lên mạng xã hội. Mình ra mình khởi nghiệp, mình nói là mình mượn tiền để kinh doanh, mượn vốn để kinh doanh, mà để mà đi mượn mối quan hệ bạn bè anh em, những người mà người từng chơi với mình, thì họ nhìn vào những cái hình ảnh mà trước đây lên mạng xã hội mình thấy đó, ăn chơi nhảy múa rồi lúc toàn là những cái hình ảnh sang chảnh không à. Đến khi mà mình mượn 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu để kinh doanh là gần như là không ai cho hết. Đến lúc này mình mới thấy một điều là mình chỉ khoe những cái gì mà nó có giá trị, nó có ích giúp cho mọi người thì mình chia sẻ. Còn nếu như mà mình chỉ có show, mình xem những cái mà cho bản thân của mình đó, thì tốt nhất mình đừng có nên xem. Khi đến khi mình cần thì không ai giúp hết, vì họ thấy mình ổn rồi, họ thấy mình ok rồi, thì không thể nào mà họ cho thêm tiền được. Và có một cái kiểu suy nghĩ nữa là bạn kinh doanh thì tôi cũng kinh doanh, bạn khởi nghiệp tôi cũng khởi nghiệp, bạn làm ăn, bạn biết làm ăn thì tôi cũng biết làm ăn, tại sao tôi lại phải cho bạn mượn, trong khi cái tiền mà tôi cho bạn mượn cũng là tiền tôi đi làm ăn, vậy thì lý do gì để cho mình mượn? Cho nên mới nói nếu mà mượn ngân hàng thì tốn lãi, mà mình ra mình kinh doanh, mình khởi nghiệp mà còn đi mượn lãi thì chưa biết là doanh thu ra sao, khách hàng có đơn hàng nó về hay không, chưa có đơn hàng mà còn phải gánh thêm cái lãi đó nữa. Đi vay ngân hàng trả lãi rồi mở quán, nó là một cái sai lầm mình thấy là rất là khủng khiếp luôn. Mình muốn kinh doanh một cái gì đó thì mình nên tận dụng những mối quan hệ của bà, mượn những ai họ đang đang dư về dòng tiền, họ đang đang rảnh rỗi dòng tiền, nhưng mà được mượn một cục mà mình mượn chia nhỏ ra từ 3 triệu, 2 triệu, 5 triệu, 500 ngàn hay là 1 triệu, 5 triệu. Tức là thay vì bạn mở một cái quán 100 triệu đi, bạn đừng đi tìm 5 người, bạn đừng từng đi tìm 5 người mượn mỗi người 20 triệu, mà bạn hãy viết lên một cái danh sách và mượn mỗi người 2 triệu, 5 triệu, 3 triệu, mượn chừng nào mà nó hơn con số 100 thì thôi. Mà kêu bạn đâu mà nhiều vậy, bạn của mình làm gì có nhiều như vậy, thì mình lại nhờ cái người mà cho mình mượn tiền, không ấy mày viết giùm tao một cái danh sách bạn bè mày mượn tiếp giúp tao với, thì bạn bè, anh em, người thân theo cái mô hình đa cấp luôn, thì bạn sẽ huy động được tiền để mình kinh doanh khởi nghiệp. Mà không nên đụng tới ngân hàng và không nên show share những cái hình ảnh ăn chơi nhảy múa lên mạng xã hội trước khi khởi nghiệp. Follow kênh để cùng học tập kinh doanh khởi nghiệp nhé.